À, đường đi tới cái thác nước đó bà con. Mình ở đây mình xa xa rồi mình đã nghe thấy rồi, nghe tiếng tiếng kêu của thác nước nó kêu á. Ở đây nó có chỉ đường cho mình đi nè. À, thì mình sẽ đi cái nào thôi đó. Một cây nó bị thác nước, ở những cái thác nhỏ nó kêu, để ông thấy nó kêu ha. Còn lát mình sẽ đi tới cái thác lớn. Cái này nó làm cho khách du lịch tới bà con, nó làm cái đường lớn quá chừng đi, cái ở dưới cái sàn dưới này nó làm bằng hình như bằng xi măng á, như bằng xi măng bà con, làm nó bọc theo cái sườn núi này nè, bọc theo cái sườn núi này rồi cái để cho người ta đi an toàn á. Coi nói chung không làm bằng gỗ, nếu mà làm bằng gỗ thì có thời gian sẽ bị mục ha. Thì cái này nó làm bằng cái này mình nó làm bằng xi măng chứ không phải bằng sắt. Bằng sắt nó có thể bị reset bà con ha. Đó. Ok. Đây giờ là trường ngã ba rồi. Trường ngã ba giờ mình đứng đây mình chờ. Đây đây là những người trong trong đoàn tập tai chi. Khí công coi, hàng hà. coi như võ công đầy người đó bà con. À, người nào mà cà chớn người ta tung trưởng cái này đủ chết rồi đó. Đó, coi như Việt Nam thái cực quyền đó bà con. Hôm nay đi tham quan ở nơi đây. Ok. Rồi. Cho coi như đó, bên nên đều có cái